tôi đang ngồi trên bến tàu ở bãi biển Hermosa, California, xem sóng và nghe podcast với Jane Goodall khi tôi nhìn thấy tin tức qua một bài đăng trên nguồn cấp dữ liệu Facebook của mình. Tiến sĩ Lee Berger, người phát hiện ra người đồng tính Naledi trong hang động ngôi sao đang lên ở Nam Phi, đã đăng tải rằng tiến sĩ Richard Leakey vừa qua đời ở tuổi 77. Tôi gần như không thể tin vào mắt mình. Richard Leakey là một trong những thành viên sáng lập của lĩnh vực nhân chủng học tiến hóa và là người gốc Nairobi, Kenya. Những đóng góp của ông với tư cách là một nhà cổ nhân học châu Phi là một niềm tự hào to lớn đối với những người đồng hương của ông. Ông chịu trách nhiệm thay đổi hiểu biết của chúng ta về loài người và sự phát triển thời tiền sử của chúng ta. Richard đã phát hiện ra một trong những tổ tiên hai chân đầu tiên của chúng ta, Australopithecus anamensis, vào năm 1994, nhưng sự nghiệp của ông bắt đầu sớm hơn nhiều. Sinh năm 1944 tại Nairobi, ông bắt đầu làm việc cho cha mẹ mình, Mary và Louis Leakey, khi mới 20 tuổi. Năm 1967, ông xác định nơi nào sẽ trở thành địa điểm cổ sinh vật quan trọng của Cubiflora. Từ đó mang lại phần còn lại hóa thạch của ít nhất 4 loài quan trọng đối với việc nghiên cứu sự tiến hóa của con người: Paranthropus boisei, Homo habilis, Homo rudolfensis và African Homo erectus hoặc Homo ergaster. Khi được yêu cầu mô tả những khám phá của mình trong một cuộc phỏng vấn với NPR, anh ấy nói như sau: "Thật là thú vị bởi vì hàng ngày, thực tế, trong 6 tuần đầu tiên, chúng tôi tìm thấy những thứ mà con người hiện đại chưa từng thấy trước đây. Mặc dù tôi coi đây là một sự đánh giá thấp tầm quan trọng của địa điểm này, nhưng với hàng trăm hóa thạch hominin được phát hiện ở đó, thậm chí còn có tác động lớn hơn những khám phá hóa thạch thực tế của anh ấy là tài năng thiên bẩm về giao tiếp khoa học của anh ấy. Gần như không thể đo lường được có bao nhiêu người thực sự bị ảnh hưởng và truyền cảm hứng bởi năng lực giáo dục của ông. Công việc của ông trong hội đồng quản trị tại Leakey Foundation, với tư cách là một nhà ủng hộ khoa học và bảo tồn, và ngay cả trong chính trị đã có tác động to lớn đối với lĩnh vực này nói chung. Từ năm 1989 đến năm 1994, Richard đã tích cực tham gia vào việc bảo tồn thế giới tự nhiên với tư cách là Giám đốc Cục Quản lý và Bảo tồn Động vật Hoang dã của Kenya, sau này trở thành Cơ quan Động vật Hoang dã Kenya, nơi ông đã làm việc để bảo tồn các quần thể voi trên khắp lục địa châu Phi. Ông được National Geographic so sánh với Indiana Jones và sống cuộc đời của một nhà thám hiểm táo bạo như nhiều nhà nhân chủng học và cổ sinh vật học mơ ước. Sống sót sau vô số phiên thực địa tàn bạo ở Phi Châu, những vụ tai nạn máy bay có khả năng xảy ra trò chơi xấu, và các cuộc hội thảo học thuật đã giúp biến tiến sĩ Leakey thành một nhân vật rất thú vị. Tôi chắc chắn chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi một bộ phim tuyệt vời về cuộc đời anh ấy được thực hiện. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!